đâm con ruột 9 tuổi trọng thương vì nghĩ là chó. Thấy con trai đang nằm ngủ tưởng là chó, người cha lấy dao tấn công khiến bé trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Sáng ngày 11 tháng 10, thông tin từ bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân P, 9 tuổi đã được gia đình xin chuyển về bệnh viện Nhi đồng 2, quận 1 để tiếp tục chữa trị. Theo đó, rạng sáng ngày 6 tháng 10, bé P được người thân ngụ khu phố 1, phường Linh Đông, quận Thủ Đức đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng vết thương ở bụng, ngực, tràn khí màng phổi, tổn thương lách, dạ dày, tim, màng phổi. Các bác sĩ bệnh viện chuyển nạn nhân mổ khẩn cấp. Sau ca mổ, bé P được chuyển khoa hồi sức tích cực nhi để tiếp tục điều trị. Hiện bé P đã qua cơn nguy kịch và gia đình xin chuyển bé lên bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị. Người thân bé P cho biết, rạng sáng ngày 6 tháng 10, thấy bé P đang nằm ngủ trong phòng thì người cha ruột có dấu hiệu bị ảo giác và nghĩ con mình là con chó nên lấy dao tấn công. Sau khi đưa bé P đi cấp cứu, nhiều người quá bức xúc trước hành vi của người cha nên đã tấn công khiến người này bị thương nhưng không nghiêm trọng.